Nước đã không à? Rồi nát rồi. Nước đã. Cột vanh 73 ca 4m2. Con chồng từ cột đây. Con ta. Đi. Nó ngược ánh nắng. Đây là cái câu đầu to ong nhé, ông vận chuyển này. Câu đầu này phải tương đối với cái cây cột. Câu đầu to lắm. Một cái vách bể lên. Còn quân lớn hơn 6 cột. Truyền bác hỏi truyền chứ. Ăn gì cũng được, nói vui đấy nhá. Cái đó to, xà xước hết. Khoanh cả vuông cả tròn luôn kìa. Sao anh vuông chứ, cả vuông cả tròn. Ra 2 mét 2, 3 mét 2, 5 tìm cột, thông thủy ở 2 mét. Con quay kéo có bảo gì, quay à? Quay cái bên này, gần đấy không à? Con mét 8 mét cả luôn, cả đời nữa. Con này được không? Hoành gồm mỡ không? Cột bên này như tôn của bên kia. Như thế. Cột này vanh 73, 3, 4, 2. Trong kia đấy.